Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Julie. Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19. Ca sĩ Phi Nhung 51 tuổi qua đời trưa hôm nay 28 tháng 9 sau hơn một tháng chữa trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trước tin nữ ca sĩ qua đời, nhiều khán giả bày tỏ sự bàng hoàng, đau buồn, bởi trước đó có nhiều nguồn tin từ người thân cho biết tình trạng của Phi Nhung đã có chuyển biến tích cực. Theo đại diện bệnh viện Chợ Rẫy, ca sĩ Phi Nhung qua đời vào khoảng 11 giờ 57 phút trưa ngày 28 tháng 9 do biến chứng nặng của COVID-19, hoại tử một phần phổi, biến chứng cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và được cho sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất. Trước đó, vào tối ngày 22 tháng 9, người thân ca sĩ cho biết bác sĩ báo cáo tình hình ca sĩ chuyển biến xấu. Được biết hồi tháng 8, ca sĩ Phi Nhung đi từ thiện về cho bị cảm. Ca sĩ xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với COVID-19. Giữa tháng 8, Phi Nhung vào nhà thương Gia An 115, sau đó chuyển sang nhà thương Chợ Rẫy. Điều trị tại khoa hồi sức, con gái ruột của chị Wendy Phạm vì ở Hoa Kỳ nên ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương lo lắng mẹ cô, cũng như liên lạc với bệnh viện. Theo ekip, hồi tháng 7, Phi Nhung hoãn kế hoạch quay về Hoa Kỳ đoàn tụ với con gái vì muốn tiếp tục ở lại Sài Gòn hoạt động thiện nguyện thời dịch. Ca sĩ Trizy Phương Trinh, một đồng nghiệp của Phi Nhung cho biết, hồi đầu tháng 8 chỉ còn gọi điện thoại trò chuyện với Phi Nhung bằng chuyện làm show tại Hoa Kỳ, gây quỹ lấy tiền mua máy thở ủng hộ bệnh viện ở Sài Gòn chống dịch. Và tối ngày 27 tháng 9, thì Bộ Y tế Việt Nam công bố là có gần 9.400 ca nhiễm COVID-19 mới và 174 ca tử vong được ghi nhận trong ngày. Trong đó thì tâm dịch thành phố Sài Gòn vẫn chiếm đa số với hơn 4.100 ca nhiễm và 122 ca tử vong. Các con số của ngày 27 tháng 9 đã nâng tổng số người nhiễm có dương tính với virus là hơn 766.000 và chết vì đại dịch ở Việt Nam là 18.758. Đã chiếm hơn một nửa trong thống kê này là ở thành phố Sài Gòn. Gần như toàn bộ các ca nhiễm và tử vong của Việt Nam đều được ghi nhận kể từ cuối tháng 4. Trước đó thì trong gần một năm 4 tháng thì Việt Nam chỉ có vài nghìn ca nhiễm và 35 ca tử vong. Đồ thị về đại dịch do Bộ Y tế Việt Nam công bố hàng ngày cho thấy là số ca nhiễm có chiều hướng đi xuống trong một tháng kể từ đỉnh dịch vào hôm 27 tháng 8. Khi đó thì số ca dương tính với virus đã được mức cao kỷ lục là hơn 17.400 ca. Và kể từ đó cho đến nay thì số ca giảm dần xuống hơn 14.000 trong các ngày 30 tháng 8, mùng 3 tháng 9 và mùng 7 tháng 9. Sau đó thì nhìn chung tiếp tục đi xuống ở mức vào khoảng 10.000 ca một ngày trong vài tuần. Ngoài trừ 3 ngày là 17 và 21 và 22 lại tăng lên hơn 11.000 ca một ngày. Số ca tử vong cũng có xu thế giảm dần trong một tháng qua, từ mức là 356 người chết vào hôm 27 tháng 8, đã xuống còn một nửa mỗi ngày ở giai đoạn hiện nay. Việt Nam tiếp tục tăng số mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 mỗi ngày, và tính cho đến hết ngày 26 tháng 9, thì tổng cộng hơn 39.2 triệu liều vaccine đã được tiêm cho dân số và khoảng 98 triệu người. Trong đó thì số người được tiêm ít nhất một mũi là gần 31 triệu và số người được tiêm hai mũi là gần 8.3 triệu. Người dân nối hàng chờ chích vaccine COVID-19 trước thời điểm Sài Gòn nới lỏng giãn cách. Ngày 28 tháng 9, trước ngày thành phố Sài Gòn dự tính nới lỏng giãn cách từ ngày 1 tháng 10, cho phép nhiều hoạt động kinh doanh sản xuất mở cửa trở lại. Người dân tại các quận ùn đi chích ngừa COVID-19 để đủ điều kiện làm việc lưu thông. Ghi nhận từ 6 giờ sáng cùng ngày, nhiều người đã đến trung tâm y tế quận 10 để chờ chích ngừa COVID-19 mũi thứ hai. Bảo vệ phải liên tục dùng loa nhắc nhở những người dân giữ khoảng cách không chen lấn và đề nghị mọi người xếp hàng theo trật tự để bảo đảm công tác chích ngừa. Gần 8 giờ cùng ngày, dòng người xếp hàng ra tận lòng đường, phía cổng vào ùn ứ, nhiều người chôn chân dưới nắng nóng. Thấy nhiều người dân tập trung đông, một số người dân khác ái ngại đứng từ xa quan sát chờ đợi.
Cả đoạn đường phía trước khu vực trung tâm y tế quận 10 tấp nập xe cộ, ồn ào tiếng còi hú xin đường. Trước đó, tình trạng người dân Sài Gòn chen chúc chờ đợi chích ngừa mũi thứ hai đã xảy ra ở một số điểm chích ngừa ở trung tâm Sài Gòn. Trước nhu cầu người dân cần chích mũi thứ hai, một số nơi chỉ tiếp nhận chích cho người dân khi có phiếu hẹn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sài Gòn cho biết các địa phương tại thành phố vẫn đang tiếp tục nhận chích cho người dân chưa chích mũi 1 và chích mũi 2 cho người đủ thời gian. Quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận thông báo là đã kiểm soát được COVID-19. Quận Gò Vấp và Phú Nhuận cơ bản là kiểm soát dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế khi mà số ca nhiễm đã giảm và tỷ lệ tiêm vaccine đã tăng lên, mở rộng nhiều vùng xanh. Theo đó, thì vào tối ngày 27 tháng 9, Chủ tịch quận Gò Vấp là Nguyễn Chí Dũng cho biết địa phương đã gửi báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí kiểm soát COVID-19 của Bộ Y tế lên thành phố với kết quả tự đánh giá là đạt 6 trên 6. Tình hình dịch bệnh cơ bản là được kiểm soát. Theo đó, thì trong 3 tuần từ 2 cho đến 22 tháng 9, thì số ca mắc nhiễm mới trong cộng đồng đã giảm liên tục và tỷ lệ ca cộng đồng trong tuần đã giảm là 50.1% so với tuần lễ cao nhất trong đợt dịch. Địa phương đã chủ động tách F0 để mà cách ly theo quy định và không để lây lan. Và cả 3 tiêu chí của nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm quận đều đã đạt giảm trên 30%. Tỷ lệ tiêm ngừa tại quận mũi thứ nhất đã đạt được trên 96%, mũi thứ hai thì đạt gần 30%. Trong khi đó cũng là địa phương nội đô của thành phố, vào chiều ngày 27 tháng 9, thì Chủ tịch quận Phú Nhuận là Nguyễn Đông Tùng cho biết địa phương đã đạt được 6 trên 6 tiêu chí kiểm soát dịch của Bộ Y tế. Và trong 3 tuần, quận có số ca nhiễm giảm liên tục so với 2 tuần trước đó, tỷ lệ 60% so với tuần cao nhất trong đợt dịch. Và tỷ lệ người dân tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine đã đạt hơn 40%. Tất cả người trên 65 tuổi, người có bệnh nền đều được tiêm đủ 2 mũi. Và trong 828 tổ dân phố thuộc quận thì có 627 tổ là vùng xanh. Và tỷ lệ là 75%, vùng cận xanh là 7%. Vùng màu vàng là 10%, vùng màu cam là 4% và vùng màu đỏ chỉ có 2.5%. Lãnh đạo của quận cho biết là kế hoạch phục hồi kinh tế thời gian tới sẽ cho doanh nghiệp hoạt động trở lại trên cơ sở thực hiện bộ tiêu chí phòng chống dịch. Quận ưu tiên cho doanh nghiệp tạo nhiều việc làm, đóng góp nhiều ngân sách. Ngoài quận Gò Vấp và Phú Nhuận từ đầu tháng 9 cho đến nay, thì nhiều quận huyện ở Sài Gòn cho biết là đã kiểm soát dịch như là quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, vân vân. Trong đó thì quận 7, Củ Chi và Cần Giờ đã được thí điểm một số hoạt động từ ngày 16 tháng 9. Cựu lãnh đạo Sài Gòn Co-op bị đề nghị truy tố tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ông Diệp Dũng, 53 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sài Gòn Co-op, bị cho là mua thông tin về quá trình cơ quan điều tra xác minh sai phạm tại đơn vị mình. Hành vi của ông Diệp Dũng bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Sài Gòn nêu trong kết luận điều tra bổ sung lần thứ hai, chuyển sang viện kiểm sát đề nghị truy tố tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự. Bị cáo buộc cùng tội danh là cựu cán bộ công an Nguyễn Hoài Bắc, 37 tuổi và bạn gái Lê Thị Phương Hồng, 42 tuổi, kinh doanh tự do. Theo kết luận điều tra, cuối tháng 9 năm 2020, cơ quan an ninh điều tra làm việc với ông Dũng về nội dung sai phạm tại Liên hợp Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn, Sài Gòn Co-op. Ông Dũng cho biết có người đã cung cấp tin liên quan đến quá trình xác minh nguồn tin về tội phạm cho mình. Từ lời khai của ông Dũng, cơ quan điều tra làm việc với cán bộ tham gia xác minh sự việc, phát giác ông Bắc, thành viên tổ xác minh, đã làm lộ thông tin. Còn người tiết lộ các tài liệu điều tra cho ông Dũng là bà Hồng, sống như vợ chồng với Bắc. Rồi tháng 7 năm 2020, trong các câu chuyện tin nhắn hàng ngày, Bắc kể cho Hồng nghe một số tin liên quan tới vụ án Sài Gòn Co-op. Bà Hồng là tiểu thương buôn bán quen biết ông Dũng, muốn lấy lòng chủ tịch Sài Gòn Co-op để được giới thiệu mối cung cấp hàng hóa rẻ. Bà này chủ động liên hệ với ông Dũng, đề nghị sẽ cung cấp tin quan trọng đã khai thác được từ Bắc
về quá trình điều tra sai phạm tại đây. Tháng 9 năm 2020, đôi bên gặp nhau, trao đổi nội dung, tài liệu liên quan sai phạm của ông Dũng dẫn đến việc Sài Gòn Co-op bị truy thu thuế. Ông Dũng sau đó nhờ tài xế của mình gặp bà Hồng đưa phong bì 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Hồng đã cung cấp cho ông Dũng một số tin chứa tài liệu mật là kết quả xác minh vụ Sài Gòn Co-op. Ngoài hành vi này, ông Dũng đang bị điều tra về tội lạm quyền trong thi hành công vụ. Tổ chức Freedom House đánh giá Việt Nam vẫn không có tự do Internet. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nước không có tự do về Internet trong đánh giá thường niên mới nhất của tổ chức Freedom House vừa được đưa ra trong tháng này. Trong khi Hà Nội thì phủ nhận báo cáo của tổ chức ủng hộ dân chủ và nhân quyền có trụ sở ở tại Hoa Kỳ. Trong báo cáo thường niên của Freedom House có trụ sở ở Washington DC về tự do Internet có tên là Freedom on the Net 2021, thì Việt Nam nằm trong nhóm 21 quốc gia không có tự do về Internet, mà dẫn đầu là Trung Cộng. Việt Nam chỉ ghi được 22 trong thang điểm là 100, và đây cũng là điểm số mà Freedom House dành cho Việt Nam trong báo cáo vào năm 2020, đã thấp hơn 2 điểm so với đánh giá trong báo cáo vào năm 2019. Ngoài Trung Cộng và Việt Nam thì nhóm các nước không có tự do về Internet còn gồm có Cuba, Iran và Myanmar. Iceland là quốc gia đứng đầu trong nhóm không có kiểm duyệt về Internet với điểm số là 96. Nhóm tự do Internet này còn gồm có Estonia, Canada, Costa Rica, Pháp, Anh và Nhật Bản. Theo Tổ chức Cổ vũ cho Tự do Chính trị, một trong ba yếu tố ảnh hưởng đến tổng điểm của Việt Nam là áp lực ngày càng tăng của chính phủ Việt Nam đối với Facebook để mà hạn chế và kiểm duyệt nội dung được coi là nhạy cảm hoặc là quan trọng đối với nhà nước. Ngoài ra thì sự kiểm duyệt và các cuộc bắt giữ cũng như chiến dịch bôi nhọ một số ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử quốc hội của Việt Nam cũng là một yếu tố khác được Freedom House dùng để mà đánh giá sự tự do trên Internet của quốc gia độc đảng. Yếu tố thứ ba là một dự thảo nghị định liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó yêu cầu các nền tảng trực tuyến thu thập và lưu giữ dữ liệu cá nhân của người dùng Việt Nam để mà cung cấp cho chính phủ khi được yêu cầu. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Huỳnh Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị một buổi tối an lành.